Hình ảnh các bạn đang xem là cái phiên chợ ẩm thực chay ha, gây quỹ từ thiện an sinh xã hội ở tại chùa Hương, hay gọi là chùa Phước Hưng ha, nằm ở trên đường Hùng Vương của phường 1 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp ha. Phiên chợ này thì diễn ra từ 7 giờ sáng đến 12 giờ ngày thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2023 ha. Thì Sa Đéc TV cũng có một cái đoạn video livestream trực tiếp về cái phiên chợ này rồi. Nhưng mà đây, cái video này thì sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái món ăn có mặt tại cái phiên chợ hôm nay ha. Có rất là đông, hàng ngàn người đến đây đó các bạn. Theo thông tin từ ban tổ chức thì có hơn 20.000 cái phiếu mua hàng đã được phát ra. Mỗi phiếu là tương đương với 15.000 đồng để mua một món ăn tùy chọn ha. Và cái phiên chợ này thì chỉ bán thông qua cái hình thức là phiếu thôi, phiếu mua hàng, không có bán bằng tiền mặt ha. Thì ở cái phiên chợ này thì có gần 70 món ăn nha các bạn, của hơn 40 cơ sở thờ tự, tự viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ha, tham gia bài bán các cái món ăn theo như mình quan sát á. Thì ở đây có rất là nhiều món ăn nha các bạn, từ món ăn khô cho đến món ăn nước ha, rồi các cái món chè, nước uống của rất là nhiều cái cơ sở thờ tự, tự viện nha. Các món ăn thức uống này thì do chính tay các Phật tử và các cái ni sư ở các cái cơ sở tự viện họ tự làm ra ha, rồi đem ra đây bán. Số tiền thu được, tất cả số tiền thu được này thì sẽ được dùng vào cái mục đích từ thiện xã hội nha các bạn. Trong đó thì sẽ hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo của tỉnh Đồng Tháp ha, và Mặt trận Tổ quốc của thành phố Sa Đéc để xây nhà cho hộ nghèo cũng như là thực hiện một số cái hoạt động an sinh xã hội khác. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động này ha. Đây cũng là năm thứ hai, thứ ba tổ chức cái hoạt động này rồi. Và cái hoạt động này thì cũng tạo được cái sức lan tỏa trong xã hội ha. Như các bạn thấy thì có rất là đông người dân Phật tử đến đây để mà tham quan cũng như là mua sắm các cái món ăn chay này. Ngoài việc sử dụng thì cũng là một cái hoạt động ý nghĩa, đó là mình đóng góp vào cái quỹ từ thiện này ha. Chúng ta vừa mua thức ăn chay mà vừa làm từ thiện luôn, một hoạt động cũng hết sức là ý nghĩa. Còn đây là hình ảnh của các Phật tử đang chiên bánh xèo nè, để bán tại cái quầy bánh xèo, một cái là 15.000 đồng rồi các bạn. Anh này một mình ảnh chiên tới mấy chảo luôn, rất là hay ha. Do có hơn 40 cái cơ sở tự viện ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia cho nên là có rất là nhiều món ăn. Có những món ăn mang tính đặc trưng của vùng miền như là sen Tháp Mười nè, rồi mắm mắm chưng ở Tam Nông, hay là bánh bao, những cái món ăn gọi là đặc sản của các chùa đó các bạn, thì cũng có mặt và hội tụ ở đây luôn ha. Những ai mà yêu thích ẩm thực chay thì đến đây thì có thể thấy được cái bức tranh về ẩm thực chay rất là phong phú ha, đa dạng, rất là nhiều món ăn, rất là nhiều món bánh ha. Các bạn có thể xem chi tiết hơn ở tại cái YouTube cũng như fanpage Sa Đéc TV ha. Mình có hai cái video livestream ở trên đó. Các bạn nhớ đón nhớ mở lên xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video nếu thấy hay ha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem các cái video mới nhất nha. Xin chào các bạn.